Quý anh chị và các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay Hà làm video này để hướng dẫn mọi người cách sử dụng phần mềm LiveX của Zilla Việt Nam. Phần mềm LiveX là phần mềm phát livestream từ video có sẵn, giống như là page Zilla Nghệ An của Hà đây phát trực tiếp bằng phần mềm LiveX và tiếp cận hơn 24.000 người. Đó thì bây giờ Hà sẽ hướng dẫn mọi người dùng phần mềm LiveX để phát như thế này. Thì đầu tiên, việc đầu tiên là các bạn đã đăng ký tài khoản của Zilla Việt Nam thì đã được cấp một tài khoản LiveX gồm Gmail và mật khẩu, thì các bạn vào Google Chrome gõ livex.vn. Gõ livex.vn, ấn OK. Ra trang web của LiveX các bạn ấn vào. Sau khi các bạn mở ra website của LiveX rồi, các bạn ấn vào ba gạch phía bên góc phải, chọn đăng nhập. Nếu như các bạn chưa có tài khoản và các bạn muốn dùng thử thì các bạn có thể thay ô đăng nhập này bằng đăng ký. Thì ở mục đăng ký này các bạn chỉ cần nhập họ tên, Gmail, số điện thoại, họ tên, địa chỉ Gmail, mật khẩu, ấn chấp nhận điều khoản và sau đó ấn đăng ký là OK. Bây giờ các bạn quay lại đăng nhập với tài khoản. Đối với đăng ký tài khoản dùng thử thì chỉ được một ngày thôi. Còn đăng nhập tài khoản này thì các bạn có tài khoản đã mua bên Hà một tháng và một năm có phí thì sẽ được dùng đầy đủ tính năng và dung lượng bộ nhớ OK hơn. Sau đó các bạn nhập tài khoản Gmail và mật khẩu của các bạn vào, ấn giữ tôi luôn đăng nhập và sau đó ấn đăng nhập để tài khoản của các bạn luôn được đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công thì các bạn cần mở một tab mới ở trên điện thoại. Nếu như là điện thoại iPhone thì các bạn nhập luôn trên đường link này. Còn Android cho phép mở nhiều tab thì các bạn nên mở một tab khác và đăng nhập Facebook của các bạn. Các bạn gõ facebook.com và đăng nhập Facebook của mình ở trên Google Chrome. Khi mà các bạn đăng nhập Facebook của các bạn ở trên Google Chrome thì nó sẽ tự động kết nối với phần mềm LiveX. Các bạn quay trở lại, mở LiveX của các bạn ra. Thì việc đầu tiên là khi mà đã đăng nhập Facebook rồi thì các bạn ấn vào hai mũi tên song song ở phía trên góc trái màn hình, chọn quản lý page group để kết nối page và group của các bạn với phần mềm để cho phép phần mềm phát livestream lên các page. Thì khi mà các bạn ấn vào đây thì vì là phần mềm của Hà đã kết nối rồi, đã kết nối tài khoản Facebook rồi cho nên nó sẽ không hỏi nữa. Còn đối với các bạn mới vào lần đầu thì sẽ có một cái bước là các bạn muốn kết nối với tài khoản này không? Đó. Thì các bạn ấn đồng ý. Hà sẽ thử cho các bạn. Đó. Thì các bạn ấn đồng ý đi và nhớ là có một cái mục mà các bạn muốn LiveX phát trực tiếp, công khai hay là bạn bè, sẽ có một cái mũi tên. Đến bước đó thì các bạn chụp màn hình gửi qua cho Hà, Hà sẽ hướng dẫn các bạn chọn vào công khai là được nhé. Rồi sau đó sẽ ra hiện trang page các bạn muốn thêm vào thì các bạn tích vào này, hoặc các bạn ấn tất cả luôn đi, còn không thì các bạn tích vào từng page một. Các bạn tích vào từng page một, sau đó các bạn kéo lên nhé, kéo lên chọn thêm đi là OK. Kéo lên chọn thêm đấy nhá. À đây, các bạn Hà quên mất, đó là cái page đã thêm vào. Các bạn ấn vào ba gạch này, các bạn ấn vào thêm trang Facebook. Đây, các bạn chọn page muốn thêm đây. Các bạn tích vào ô vuông này, ví dụ đây. Sau khi các bạn chọn page mình muốn thêm rồi thì các bạn ấn vào thêm hồ sơ là được. Hà sẽ bỏ qua nước bước này vì Hà đã thêm rồi. Sau đó khi mà các bạn đã thêm được page và nhóm rồi thì các bạn sẽ ấn vào hai mũi tên song song và chọn Facebook. Sau đó chọn trực tiếp. Các bạn kéo lên thì đây là các cái bước mà hướng dẫn sử dụng các bạn có thể đọc ở đây. Và các bạn kéo lên thì các bạn nên lưu ý là chất lượng video và độ phân giải video các bạn. Nếu như các bạn dùng phần mềm YouCut để ghép video hot với video sản phẩm theo hướng dẫn mà Hà đã hướng dẫn thì các bạn nên chọn lúc xuất video, các bạn nên chọn 720 các bạn nên chọn cái chất lượng xuất là 720 nhé. Đây ví dụ Hà sẽ mở YouCut ra cho các bạn xem nhé. Đây, Hà hướng dẫn các bạn ví dụ lúc mình lưu đây.
sẽ có 720 pixel hay là 1080 hoặc là 720 hoặc 640 thì các bạn nên chọn 720 nhé. 1080 thì nhiều lúc mà dung lượng các bạn đối với điện thoại iPhone ấy, 1080 nó cao lắm. Độ nén nó cao cho nên là nhiều lúc nó không cho phép tải lên ấy, các bạn chọn 1720 là cũng ok rồi. Thì bây giờ các bạn kéo lên nhập tiêu đề này, ví dụ Hà muốn phát một cái review chẳng hạn thì Hà nhập tiêu đề cho nó. Các bạn nhập tiêu đề và cái dòng phía dưới này là cái chỗ mà sẽ xuất hiện trên Facebook. Ví dụ như vậy. Các bạn kéo lên chút và ở mục quản lý tập tin, tức là khi mà các bạn tải video lên phần mềm thì nó sẽ có sẵn ở đó rồi. Còn chưa có thì các bạn ấn vào cái mũi tên dưới lên này, các bạn ấn thêm vào. Các bạn ấn vào mũi tên dưới lên. Và chỗ này sẽ ấn vào trong khi dùng ứng dụng. Chọn tệp. Các bạn để ý là cái chỗ màu đỏ của Hà di chuyển nhé. Chọn video này. Bây giờ các bạn ấn chọn vào video mà các bạn đã tải về trước đó và đã ghép trước đó. Sau đó tích chọn vào. Tích vào sau đó ấn chọn. Và các bạn đợi tầm mấy giây đến 1 phút. Tùy dung lượng video, tùy tốc độ mạng, tùy tốc độ xử lý của điện thoại. Nếu như các bạn làm video tầm 8 đến 10 đến 20 30 phút thì nó sẽ mất tầm 1 phút để lên. Còn bây giờ như Hà thì mất 2 giây là nó đã hiện lên ở đây rồi. Khi mà nó hiện lên khung như thế này là ok. Đó, còn chỗ tiếp theo các bạn chọn tùy chọn nâng cao. Để các bạn chọn vòng lặp cho video này, tức là video này dung gốc của nó là 4 phút thì các bạn cho nó lặp lên đến 5 lần đi. Đó, tức là hết thì nó tự động phát lại, hết tự động phát lại. Thì các bạn chọn lặp 5 lần tối đa hoặc tùy các bạn. Còn ở mục lên lịch thì các bạn có thể bây giờ không, giờ này không muốn phát. Giờ này là 14h26, người online ít, không muốn phát. Các bạn muốn phát lúc 21 giờ, người ta online đông để ra đơn nhiều hơn thì các bạn ấn lên lịch chọn ngày tháng. Đây, ngày hôm nay nhá, thì các bạn kéo lên chút này, ấn ấn quay về cho nó mất cái bàn phím phía dưới đi. Sau đó ấn thời gian này, các bạn lưu ý thời gian. Đấy, cho nó chọn lúc 8 giờ PM này, 24 này, 8 giờ 24, sau đó ấn làm xong. Đó, còn cái đăng lại này thì các bạn có thể một cái video các bạn có thể phát hàng tuần. Thì các bạn có thể đăng lại, ấn đăng lại, chọn đến ngày 25, 26 chẳng hạn đó, tùy các bạn. Các bạn ấn quay lại một chút cho nó mất cái bàn phím để cho nó hiện cái giờ lên cho các bạn, ấn làm xong. Sau đó các bạn ấn lên lịch là ok. Đây là chỗ mà lên lịch cho video. Còn các bạn, Hà sẽ phát ngay cho các bạn xem nhé. Hà tắt lên lịch đi. Hà sẽ chọn phát ngay. Thì sau khi các bạn cài đặt xong các bước như thế này, các bạn ấn ba gạch và sau đó các bạn chọn page muốn phát. Ví dụ Hà chọn page này. Sau đó các bạn tắt đi và ấn đăng ngay. Và đợi chút cho nó load. Đây, báo dòng xanh nội dung đang được xuất bản trên một hồ sơ là ok. Bây giờ các bạn mở page ra. Phần mềm nó lên ngay luôn đây. Các bạn thấy sẵn sàng nó lên. Đèn đỏ những chữ nước để. Đó. Như vậy là ok. Đây, đang phát trực tiếp đây. Vừa xong. Review hay. Đấy. Các bạn thấy ok. Thì bây giờ các bạn vào chia sẻ vào các nhóm là được thôi. Như vậy là phần mềm các bạn đã ok rồi. Các bạn có thắc mắc gì thì liên hệ với Hà qua Facebook Trịnh Thu Hà Zila hoặc là Zalo 0986 185 191. Website zilanghean.com.vn để được hướng dẫn nhé. Phần mềm laix.vn là phần mềm phát trực tiếp từ video có sẵn. Gói 1 tháng là 199, 399 và 599. Gói 1 năm 1,8 triệu, 3,5 triệu. Thì các bạn nên chọn gói 3,5 triệu và gói 1 tháng là 399. Thì tốc độ, dung lượng cũng như tất cả mọi thứ nó ok hơn nhé. Có gì thì các bạn nhắn tin cho Hà thì Hà sẽ hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.